Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Và hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2023 quý vị. Nhân Lạc Cà đang hướng ra phía con đường Hải Tập. Hôm nay Nhân Lạc Cà sẽ cùng quý vị đồng hành qua những tuyến phố thân quen của thành phố Đà Lạt để gửi tới quý vị những cái hình ảnh đẹp vào sáng nay, cũng như là cập nhật về tình hình du lịch, thời tiết và cuộc sống ở tại thành phố Đà Lạt. Thời tiết thành phố Đà Lạt mùa này thì kiểu sáng nắng chiều mưa đó quý vị, thì có hôm mưa to, hôm mưa nhỏ vào buổi chiều. Chúng ta thấy sáng nay thì thời tiết rất là đẹp, các em học sinh cấp 2, cấp 3 đi học. Rồi đường xá thì rất là thông thoáng quý vị ha. Cây cối xanh tươi, bầu trời rất là trong xanh. Nhìn một cái khung cảnh rất là đẹp của thành phố Đà Lạt trên con đường Trần Hưng Đạo. Đây là cơ quan thuế, bên phía tây phải là khuôn viên của khách sạn di sản Palace, còn trước mặt là cây anten của VNPT cũng như là nhà thờ con gà, rồi khách sạn Dubai. Mùa này thấy là như là cả thấy là từ đầu tháng 9 tới giờ thì thời tiết khá đẹp quý vị, thời tiết khá đẹp. Tuy nhiên thì khách du lịch mùa này thì khá vắng rồi, vì giờ là học sinh quay lại trường, cũng như là thời gian vừa rồi thì du lịch hè thì cũng đã qua. Sáng nay thì bây giờ là đang là 7 giờ sáng thì học sinh bắt đầu đi học vào trường, rồi phụ huynh chở con em đi học. Ở đây là con đường Nhà Chung đó quý vị, thuộc phường 3. Thì con đường Nhà Chung này á có hai trường, đó là trường Tây Sơn và trường Quang Trung, và một trường mẫu giáo mầm non 3 trong đó nữa, cho nên là đi vào con đường này vào buổi sáng sớm nó đông lắm. Còn trước mắt chúng ta là con dốc Lê Đại Hành hướng ra phía Hồ Xuân Hương cũng như là đập cầu Đạo. Mùa này thì thời tiết đẹp, tuy nhiên thì khách du lịch khá là vắng. Và mùa này cũng là một cái mùa mà phải nói là nhiều cây mai anh đào bây giờ chuyển sang lá màu vàng, rất là đẹp quý vị. Có nhiều cái cung đường chụp hình theo kiểu khung cảnh mùa thu cũng rất đẹp. Rồi có những vườn hồng lá đang vàng này, rồi chuẩn bị rụng lá, rồi sẽ bày ra những trái hồng quý vị. Trái hồng mùa này là mùa hồng mà, nên là bày ra những trái hồng chụp ảnh rất là đẹp. Có những cái quán cà phê hôm trước như là cả review rồi, như là quán Burmiston, hay là đợi một người, rồi khu vườn nhiệt đới vân vân. Thì những cái quán cà phê đó nó đều có những cái khu vực vườn hồng rất là đẹp để cho chúng ta chụp ảnh. Buổi sáng có cô thì bán trái cây, bán dạo, rồi xung quanh mọi người đi tập thể dục, rồi mọi người đi làm, với một cái khung cảnh buổi sáng rất là đẹp như này. Như là cảm muốn quay những cái hình ảnh đẹp để gửi tới quý vị vào sáng ngày 20 tháng 9. Bây giờ thì những cái ngày cuối của tháng 9 đó quý vị, thì qua tháng 10, tháng 11, 12, như vậy là còn khoảng hơn 3 tháng thôi là hết năm 2023 rồi quý vị. Thời gian trôi đi rất là nhanh luôn quý vị. Ngày nay chúng ta thấy thì chớp nhoáng là hết một năm. Hiện nay thì chúng ta không thấy là đi qua những cái tuyến đường, tuyến phố thì khách sạn ở Đà Lạt người ta xây dựng rất là nhiều, ồ ạt luôn. Chúng ta đi qua đường Hùng Vương hay là đường Trần Đạo thì có những khách sạn lớn với sức chứa khoảng 300 phòng, khoảng 300 phòng rất là lớn. Trước mắt chúng ta là cảnh Hồ Xuân Hương cũng như là cây anten của VNPT. Nơi đây là một trong những cái góc mà Nhân Lạc Cà rất là yêu thích, vì khi mà đứng vào đó chụp ảnh á, rất là đẹp quý vị, lấy một cái khung cảnh nó giống, nó rất là Tây đó, cho nên là cái khung cảnh rất thích, cho nên là Nhân Lạc Cà quay cũng có cái ngụ ý gợi ý cho quý vị khi mà tới thành phố Đà Lạt đứng vào góc đó chụp hình rất đẹp. Với những cái khách sạn mà với sức chứa lên tới vài trăm khách, tới 1.000 khách hiện nay đang được xây dựng, với những cái khách sạn 4 sao, 5 sao nằm ở trên đường Hùng Vương, trường Trần Đạo, hay là một số ngay khu vực Hồ Tiền Lâm, rồi dọc các con đường như là Bùi Thị Xuân, những khách sạn có sức chứa rất là lớn, 4 sao, 3 sao, 4 sao hiện nay xây dựng rất là nhiều.
càng ngày càng xây dựng rất nhiều, chúng ta thấy là nhu cầu cung vượt cái nhu cầu, cho nên là ngày nay chúng ta thấy là những cái khách sạn mà mùa này tới là khách sạn nào cũng dường như là cũng rất ít khách, và thậm chí là mùa hè vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là khách sạn dư phòng rất là nhiều, hè cũng dư phòng, và thậm chí là lễ 2 tháng 9 vừa rồi quý vị, lễ 2 tháng 9 vừa rồi thì giá khách sạn cũng không có tăng so với ngày thường. Chúng ta thấy là hiện nay cung đã vượt cầu rồi. Thậm chí là trước đây khi mà chúng ta thấy những cái lễ Tết thì thường hay xảy ra tình trạng là cháy phòng. Tuy nhiên đó là cái cháy phòng vì một số khách sạn ở trung tâm thôi, còn những cái khách sạn khác thì thường ra là cũng sức chứa, và cái vào những cái ngày lễ đó thì du khách ở khoảng tầm 60-70% thôi, không có cháy phòng. Cho nên chúng ta thấy là, và những cái năm tới đây nữa, những cái năm tới đây nữa thì khách sạn mà xây dựng ồ ạt như thế này thì có lẽ là không bao giờ xảy ra tình trạng cháy phòng. Và khi mà cái lượng cung mà vượt cầu như vậy thì khách du lịch sẽ được lợi, quý vị, vì lúc đó giá khách sạn sẽ không có bị đẩy cao vào những cái dịp lễ Tết, cho nên là khách du lịch sẽ được lợi. Và ngày nay các cái khu du lịch cũng được ồ ạt mở ra, chúng ta thấy là đi vào hướng khu vực Tà Nung, đây là cái lối đi vào chợ trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, quý vị, có khách sạn TTC, rồi khách sạn Sơn Đan ở trong khu vực chợ này. Đó là những khách sạn nó gần và có vị trí đẹp cho nên là du khách ở rất là nhiều, và đặc biệt là mùa này là khách Hàn Quốc. Và tiếp theo đó là con dốc Lê Đại Hành hướng lên phía khu Hòa Bình. Lưng chừng dốc này có rất là nhiều những cái quán cà phê đẹp như là Phượng Tím, rồi Vela Pha Lê hay là Nghệ Sĩ, vân vân, những cái quán cà phê, rồi có những cái quán ăn nữa quý vị, những cái món ăn Hàn Quốc cũng nằm ở trên con đường này. Như hồi nãy như là Cà có đề cập đó là ngày nay các cái khu du lịch thì được mở ra rất là nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn, từ phía cầu Đất Trại Mát cho đi về tới trung tâm thành phố Đà Lạt, rồi hướng ra phía đèo Tà Nung, các cái khu du lịch, hàng trăm khu du lịch được mở ra. Và khi mà mở ra như vậy, nhiều khu du lịch thì chúng ta thấy là du khách sẽ có được nhiều cái sự lựa chọn hơn, và cái lợi thì cũng sẽ là du khách, quý vị, vì nhiều khu du lịch và giá lúc đó sẽ cạnh tranh hơn. Các cái khu du lịch mới mở năm nay thôi thì chúng ta thấy là khá là nhiều, như là Cạc kể ra đây là khu du lịch Rừng Thông Núi Voi, như là Cạc cũng mới review, rồi khu du lịch văn hóa tâm linh Sam Tịnh Hiêu, rồi ở dưới phía dưới mà khu vực Tà Nung thì chúng ta thấy có rất là nhiều khu du lịch như là Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, khu du lịch Dùng Chuồng Phí Thuận, rồi Mongolian, vân vân. Và ngày nay còn có nhiều những cái khu du lịch như là thôn 13, rồi khu du lịch Hoa Hướng Dương, vân vân, rất là nhiều những cái khu du lịch mới mở gần đây thôi. Thì chúng ta thấy là một năm mới trong một năm 2023 thôi, từ đầu năm tới giờ mới 9 tháng thôi, thì chúng ta thấy là cũng đã có khoảng hơn chục khu du lịch ở Đà Lạt lớn nhỏ được mở ra, và nhiều khu du lịch lớn như là khu du lịch Sam Tịnh Hiêu, hay là khu du lịch Rừng Thông Núi Voi. Khu du lịch Rừng Thông Núi Voi rất là to, nhưng là cả mới review bữa trước đó quý vị, nó rất là to. Trước mắt chúng ta đó là chợ Đà Lạt, cầu thang đi vào chợ Đà Lạt, cầu thang Hồng Kông đó quý vị. Tuy nhiên cầu thang Hồng Kông thì hiện nay thì đã trổ bông, cho nên nó không còn đẹp như trước nữa. Có nhiều người thì người ta cũng muốn thiết kế những cái khu vực vị trí đẹp quý vị, nhưng tuy nhiên thì khi mà chúng ta không có cái đầu óc thẩm mỹ, không có cái khả năng sáng tạo trong cái thiết kế, thì chúng ta tạo ra những cái cảnh quan thực ra là nó đẹp thì nó không có đẹp nữa, mà nó sẽ nhiều khi nó hơi lố. Cho nên nhiều khi mà cái cảnh quan đang đẹp đây thì người ta thiết kế thêm một cái gì đó vào làm cho mất cảnh quan. Và đây là con đường Phan Bội Châu, quý vị. Đường Phan Bội Châu thì có khách sạn Đà Lạt Center nè, khu chợ mới nè, rồi bên phía tay phía phải á, tay trái á, là có khu xe Thành Bưởi. Phía trên Đà Lạt Center thì có rất là nhiều những cái căn hộ làm du lịch ở trên, quý vị, nó rất là cao cấp. Những cái căn hộ này được rất là nhiều nghệ sĩ tới đây thuê để ở, quý vị. Phía trên nó vì những cái căn hộ đẹp, có view đẹp, rồi
rất là sang trọng ấy. Giá của những căn hộ đó thì vào mùa này thôi, tuy nhiên là một căn hộ thì ở được 3-4 người thôi, tuy nhiên mà giá nó cũng rất là cao, 4-5 triệu một căn luôn chứ không phải rẻ. Và nhiều nghệ sĩ tới ở, như vừa rồi thì thấy là có Hồ Ngọc Hà cũng tới ở rồi check in chụp hình đó quý vị. Và tiếp theo đó là những cái hình ảnh ở ngay khu vực Đạ Hoai quý vị. Ngay quốc lộ 20 mà hướng lên đó, thì Đạ Hoai là một cái điểm mà hiện nay mưa to thì xảy ra tình trạng ngập úng ở trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi xuống Biên Hòa, đi xuống Đồng Nai, đi xuống các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ về đi hướng Sài Gòn đó. Cho nên là sau những cái cơn mưa to thì nước ngập úng xe thì chết máy vân vân ở trên cái khu vực Madagui ngay quốc lộ 20 đó, ngay cái ngã ba điểm giao nhau đi vào hướng Đà Tẻ nè, đó là những cái địa điểm mà nó hay bị ngập úng. Và chúng ta thấy là xe chờ hàng dài và không có dám qua khu vực này, vì qua những cái xe mà gầm thấp á, sẽ bị chết máy xe máy nữa. Sau khi mà nước rút thì để lại bùn đất. Và chúng ta thấy là địa điểm này thì được tỉnh Lâm Đồng cũng rất là quan tâm, cũng sẽ khắc phục. Tuy nhiên tới hiện nay, từ mấy năm nay thì vào mùa mưa thì hay xảy ra tình trạng là ngập úng cái con đường huyết mạch, con đường chính từ các tỉnh miền Đông, miền Tây đi lên thành phố Đà Lạt qua quốc lộ 20 quý vị. Và hy vọng thì những cái hình ảnh này hay là những cái trận mà úng sau mưa như này thì sẽ không còn diễn ra nữa. Tuy nhiên thì khả năng khắc phục về trong năm nay thì cũng chưa có khả năng, vì mới là dự án thôi. Còn bây giờ như là đang hướng ra một con đường nữa, đó là con đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Thị Xuân thì chúng ta thấy là đi ngang qua là khách sạn rất là nhiều, có những khách sạn có lên tới 5-70 phòng, thậm chí 100 phòng. Có những khách sạn nhỏ nhỏ thì khoảng 20-30 phòng. Và chúng ta thấy là trên con đường này rất nhiều khách sạn. Và mùa này thì chắc chắn rồi, mùa này khách sạn rất rẻ. Thậm chí có những khách sạn như trước mặt chúng ta đây, có những đoàn xe khách du lịch, những khách sạn lớn đó thì thường hay nhận những khách đoàn quý vị. Vì vài chiếc xe 45 chỗ thì chúng ta phải có số lượng phòng lớn. Và mùa này thì khách sạn trên đường này thì Nhân Cà đi hỏi giá thì tầm ra giá rất là rẻ. Những khách sạn Thắng Lợi, Nguyên Anh hay là những khách sạn bên dọc bên phía tay phải đây thì còn mới còn đẹp. Tuy nhiên giá thì mùa này thì khoảng tầm 250-300 nghìn một phòng thôi, giá rất là rẻ. Còn nếu mà những khách sạn mà những cái gọi là cơ sở lưu trú, không phải khách sạn là cơ sở lưu trú, thì thấp hơn, giá khoảng 150-200 cũng có nữa. Cho nên chúng ta thấy là mùa này giá rất rẻ, mà ai mà tranh thủ đi du lịch được mùa này thì chúng ta thấy tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Tuy nhiên thì không phải ai cũng rảnh vào mùa này quý vị ha. Con em đi học trở lại trường. Ở đây là khách sạn God Valley nè quý vị. Phía trước khách sạn God Valley thì người ta cũng trưng bày những cái biểu tượng chuẩn bị cho cái lễ hội trăng rằm trung thu quý vị. Sắp tới trung thu rồi, quay đi quay lại là sắp tới trung thu. Thời gian thì cũng nhanh quý vị ha. Quay đi quay lại là hết năm, quay đi quay lại hết năm. Ngày xưa mà lúc mà còn nhỏ đi học, còn tuổi thơ đi học thì thấy là thời gian tôi đi lâu lắm, rất là lâu. Tuy nhiên là ngày nay chúng ta thấy là thời gian tôi nhanh. Con cái thì mới mẫu giáo đây, giờ lên lớp 4, lớp 5 rồi, thời gian nhanh kinh khủng. Và chúng ta thì cũng mau già đi. Thời gian nhanh thì chúng ta mau già đi, càng mau lớn tuổi. Và chúng ta cũng thời gian mà trôi nhanh thì chúng ta lại càng muốn níu kéo tuổi thanh xuân. Không ai muốn già cả quý vị ha. Nói chung là không ai muốn già cả. Còn trẻ con thì chúng ta muốn lớn thật nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta thì muốn cứ trẻ mãi. Trước mắt chúng ta đó là điểm giao nhau giữa đường Bùi Thị Xuân và đường Nguyễn Văn Trỗi quý vị. Nhân Cà sẽ đi hết con đường Bùi Thị Xuân vào ngày hôm nay. Một ngày mà thời tiết đẹp, một dạng là đẹp nhất trong tháng 9 này quý vị. Là thời tiết lúc nào cũng cắm sách vào buổi sáng sớm. Có hôm thì có sương mù nữa.
Ngày hôm qua thì cũng có một cái sự kiện ở trong khu vực thung lũng tình yêu đó quý vị. Thành đó là sẽ là có một cái buổi tổ chức là sát nhập kỷ lục 100 món ăn ngon từ Apiso của Đà Lạt đó quý vị. Thì ngày hôm qua là buổi chiều ngày 19 tháng 9 tại khu vực thung lũng tình yêu ấy, thì Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức cái sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam 100 món ngon từ cây Apiso được trồng ở Đà Lạt các vị, và lần đầu tiên được thực hiện ở Đà Lạt cũng như là trong khu vực thung lũng tình yêu. Ngày hôm qua thì cho nhân là cả bận đi làm quý vị. Hôm qua nếu mà hôm qua mà không đi làm rảnh thì có lẽ sắp xếp được thì sẽ đi vào trong khu vực thung lũng tình yêu để quay cũng như là gửi tới quý vị những cái ảnh mà xác lập 100 món ăn ngon của các cái đầu bếp, hơn 60 đầu bếp từ các nơi về để mà tổ chức làm. Đây là trường đường Bùi Thị Xuân, thì có trường Bùi Thị Xuân và một số các trường học, cho nên là buổi sáng sớm thì cũng những cái khu vực kỳ ốt, bánh mì rồi đồ ăn sáng ở khu vực này nó cũng khá tấp nập, phục vụ cho học sinh, sinh viên các trường Đại học Đà Lạt này, rồi một số trường ở đây, trường Nguyễn Du, trường Bùi Thị Xuân, trường Nguyễn Trãi vân vân. Nổi trên đường Bùi Xuân thôi cũng rất là nhiều trường học quý vị. Ngày xưa thì Đà Lạt chỉ có trường Đại học Đà Lạt, rồi sau này thì có trường Đại học Vệ Sinh, sau này tiếp theo nữa là có trường kiến trúc. Tuy nhiên thì trường kiến trúc hiện nay thì thấy thì cũng làm chỉ một phân nhánh của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tuy nhiên thì sinh viên cũng khá là ít. Và ngày nay thì việc mà trúng tuyển đại học và các cái trường đại học mở ra và kích cầu và thu hút sinh viên nhiều ở các cái thành phố lớn, cho nên những cái thành phố như là Đà Lạt hay là một số các cái trường đại học Tây Nguyên khác thì lượng sinh viên càng ngày càng ít đi. Vì sinh viên có cái nhu cầu xu thế tuổi trẻ mọi người thì muốn đi những cái thành phố lớn để học, những cái thành phố hoành tráng để học hơn là những cái thành phố như là Đà Lạt hay Đắk Lắk hay là Gia Lai vân vân. Cho nên những cái trường đại học ở khu vực Tây Nguyên thì càng ngày nhưng là càng thấy là lượng sinh viên càng ít. Như trường Đại học Đà Lạt ở trước mắt chúng ta, ngày trước thì đi vào khu vực này thì những cái quán cơm bình dân, nhà trọ bình dân, rồi học sinh, sinh viên đi qua đi lại rất là đông. Tuy nhiên hiện nay đã vào nhập học rồi, nhưng mà trường Đại học Đà Lạt thì chúng ta thấy là sinh viên cũng lèo tèo lắm, cũng không có đông. Thậm chí các cái trường cao đẳng như là trường cao đẳng sinh và một số trường cao đẳng nghề ở tại Đà Lạt thì sinh viên cũng khá là ít. Cho nên việc thu hút sinh viên của một số trường đại học ở khu vực miền núi Tây Nguyên thì càng ngày càng ít đi. Một buổi sáng rất là đẹp trời luôn, và như là cả đi dạo những tuyến phố, những con đường ở Đà Lạt, cảm thấy nó có một cái năng lượng rất là tích cực cho một cái ngày làm việc mới. Sau khi mà như là cả quay một đoạn này xong thì sẽ đi ăn sáng sau sẽ quay trở lại cơ quan để làm việc. Vì sáng thì buổi sáng thì vợ đưa hai đứa nhỏ đi học, đi ăn sáng sau đó đi học. Còn như là cả thì đi dạo quay một số cảnh quan rồi quay rồi đăng lên YouTube để cho quý vị theo dõi, sau đó sẽ quay trở lại cơ quan để làm việc. Đó là công việc hàng ngày của nhân lực cả. Trước mắt đó là con đường Thông Thiên Học đó quý vị. Con đường Thông Thiên Học ở đây thì có tỉnh đội, khu vực tỉnh đội. Thì những khu vực này thì chắc là có lại là rất quen thuộc đối với những cô bác anh chị mà trước năm 75. Và tiếp tục qua khỏi khu vực tỉnh đội thì sẽ đi vào con đường Thông Thiên Học, vào trong đó sẽ có đường An Dương Vương, Cổ Loa. An Dương Vương với Cổ Loa thì đi chung với nhau vậy ha. Ngày xưa thì chúng ta học thì chúng ta thấy là cái câu chuyện về An Dương Vương thành Cổ Loa. Ở đây thì có lẩu cá tầm Chu Gia này cũng ngon này quý vị. Hôm trước như là cả cũng có review ở khu vực này nè, cũng
Nói chung ăn uống thì Nhân Lê Cà thấy chỗ nào ok, chỗ nào ngon thì Nhân Lê Cà sẽ quay cũng như là giới thiệu đến quý vị, chứ không phải là review gì quý vị. Nói chung là mình Nhân Lê Cà thì thường thì rất là ăn hay thích ăn ngoài, đặc biệt là ăn sáng thì ngày xưa thì thời ông bà chúng ta thì còn nấu nướng vào buổi sáng rồi ăn sáng xong rồi đi học. Còn thời buổi ngày này thì công việc cũng nhiều, cho nên là buổi sáng dậy kịp đánh răng rửa mặt chở con cho ra hàng quán ăn uống sau đó vào trường học, chứ đâu có thời gian để mà nấu nướng quý vị. Cho nên là đi ăn ngoài nhiều thì lựa chọn những quán nào ngon, những quán nào hợp vệ sinh, ăn quen thì sẽ giới thiệu đến quý vị. Và thường thì cuối tuần Nhân Lê Cà cũng nhà Nhân Lê Cà cũng thường không có nấu nướng, một tuần làm việc mệt rồi cuối tuần nghỉ ngơi quý vị, cho nên cuối tuần cũng thường đi ăn ngoài ngày ba bữa. Cho nên có những cái chỗ nào hay, chỗ nào hấp dẫn cũng sẽ quay giới thiệu đến quý vị khi mà quý vị đến Đà Lạt du lịch, hay là thậm chí người Đà Lạt luôn, nhiều khi những cái quán đó, hàng quán đó chưa biết tới, cho nên là qua cái video của Nhân Lê Cà thì người ta cũng biết thêm. Và đây là khu Nguyễn Lương Bằng quý vị. Huyện Nguyễn Lương Bằng thì nổi tiếng với cái quán phở Hà, với lại một cái quán ăn sáng nữa, đó là bánh mì chảo 27 ở ngay khu vực Nguyễn Lương Bằng này nè. Cho nên những cái địa điểm này thì Nhân Lê Cà cũng giới thiệu trên những cái video trước rồi. Bên phía tay phải là bánh mì chảo 27, còn bên phía tay trái là phở Hà nè. Hay phở Hà thì tô lớn 45, tô vừa 40, tô trẻ em 20. Không gian quán cũng sạch sẽ, phở ngon, nước thanh. Nói chung là đây là địa điểm ăn sáng ngày trước Nhân Lê Cà cũng hay ghé ăn sáng, hôm nay thì đi dạo vào khu vực này thì mới ăn. Hình hồi trước thì hay gửi con ở gần khu vực này cho nên là đi qua đây ăn sáng. Còn ngày nay thì lâu lâu mới ghé thôi, vì cũng cách xa nhà Nhân Lê Cà ở, vì đây thuộc phường 2, Nhân Lê Cà ở phường 3, qua đây cũng 4 cây, khoảng 4 cây số. Sau khi ăn sáng xong thì đi qua khu Nguyễn Lương Bằng. Nguyễn Lương Bằng thì nổi tiếng với một cái căn chung cư Nguyễn Lương Bằng. Đây là một trong những cái căn chung cư thế hệ đầu của Đà Lạt các vị. Nay thì cũng cũ kỹ xuống cấp rồi. Những cái chung cư đầu của Đà Lạt như là chung cư C5 nè, chung cư Hùng Vương và chung cư Nguyễn Lương Bằng. Còn sau này có rất là nhiều những cái chung cư được mới mở sau khoảng năm 2010 á, là Dạch Xanh nè, rồi chung cư Mạc Đình Chi, hay là chung cư nho nhỏ mini ngay Đào Duy Từ, vân vân. Ở ngay khu vực này có một cái hàng phượng tím, tới mùa mà phượng tím nở, đây là một trong những cái cung đường mà đẹp, rất là nhiều bạn rất thích tới đây để chụp ảnh. Và ngay khu vực Nguyễn Lương Bằng thì cũng có một cái ngôi chợ, đó là chợ Nguyễn Lương Bằng. Chợ Nguyễn Lương Bằng này là chợ dân sinh, cho phục vụ cho nhu cầu của người dân ở nó quanh quanh ở khu vực Nguyễn Lương Bằng. Hết đường Nguyễn Lương Bằng thì chúng ta sẽ đi qua thông qua đường Phan Đình Phùng. Thì đường Phan Đình Phùng thì đối với quý vị khán giả thì có lẽ là quá quen thuộc rồi. Đường Phan Đình Phùng ngày xưa là một trong những cái cung đường mà đầu tiên của Đà Lạt kinh doanh buôn bán sầm uất. Vì người Hoa người ta ở rất là nhiều, vì chúng ta cũng thấy là người Hoa là một trong những người mà người ta chuộng về phong thủy và coi phong thủy rất là tốt quý vị. Người ta tới đâu là ở đâu là kinh doanh buôn bán, cũng như là hàng quán ở chỗ đó đều phát triển hết. Người Hoa người ta kinh doanh rất là giỏi, cho nên là khi chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta những cái khu người Hoa như là ở Sài Gòn đó, ở quận 5, quận 6 thì chúng ta thấy là những cái khu vực chợ lớn, rồi những khu vực chợ buôn bán đồ áo quần của người Hoa, người ta bán rất là chạy luôn, bán rất là sôi động. Và ở Đà Lạt thì con đường Phan Đình Phùng người Hoa ở rất đông. Ngày nay thì một số người Hoa cũng đi nước ngoài hoặc là đi nơi khác sống, và đặc biệt là người Hoa ngày nay có một cái khu vực mà trên tỉnh Lâm Đồng, đó là khu vực ở Đức Trọng đó quý vị.
thì người Hoa ở rất là nhiều và kinh doanh buôn bán ở khu vực đó cũng phát triển rất mạnh. Đường Phan Đăng Phùng này cũng khách sạn nhiều lắm quý vị, từ khách sạn cho tới đi lên đường Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Xuân, những cái đoạn đường này khách sạn cũng quá trời quá đất luôn. Cho nên ngày nay dù lễ Tết hay là có đông cỡ nào, festival hoa vân vân, thì khách sạn cũng không bao giờ cháy đâu, chỉ cháy những khách sạn nào nằm ở trung tâm thôi, khách sạn nổi tiếng, khách sạn mà sale tốt, còn những cái khách sạn bình bình thì không bao giờ cháy phòng đâu, như dọc dọc đường Phan Phùng, rồi vòng ra đường Hùng Vương, một số các cái tuyến đường ở ngoài trung tâm, khách sạn nhiều lắm. Và thậm chí homestay và villa ngày nay cũng phát triển rất nhiều. Ở đây có trường Đoàn Kết, nằm ngay khu vực đường cấp 1, nằm ngay khu vực đường Phan Đình Phùng. Đường Phan Đình Phùng thì chủ yếu là thuộc phường 2 thành phố Đà Lạt, nối từ đường 3 tháng 2 cho tới đường La Sơn Phú Tử và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Còn đây là đoạn đường 3 tháng 2 với rất là nhiều những cái nút giao với đường Hải Thượng, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Văn Cừ. Như vậy là hôm nay Nhân Lan Ca đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào một cái buổi sáng cuối tháng 9, vào một thời điểm mùa thu với thời tiết rất là đẹp. Thời tiết buổi sáng nhiệt độ chỉ khoảng 17 độ C, và buổi trưa nắng lên thì cũng nhiệt độ khoảng tầm 24-25 độ C. Một thời tiết rất mát mẻ, rất lý tưởng luôn quý vị. Và Nhân Lan Ca rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lan Ca, cũng như là theo dõi những video mới nhất của Nhân Lan Ca về du lịch, thời tiết, cũng như là review các cái địa điểm tham quan du lịch. Bây giờ Nhân Lan Ca xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo.